kính bạch sư, con xin phép hỏi nếu một người có nhiều hình xăm trên người, tay, chân, lưng có nguyện vọng trở thành tu sĩ thì có gặp phải khó khăn gì không? và nếu được nhận vào chùa thiền viện để tập tu thì cần phải đáp ứng những thủ tục điều kiện gì? thời gian tu tập sẽ có lịch trình tu tập như thế nào? À, thứ à, thứ thứ nhất là cái cái chuyện mà xăm hình thì không có sao hết ha không có sao hết cái quan trọng là mình cái đó là trước khi mình đi tu mà chừng nào mình đi tu á mà mình đòi đi xăm hình cái đó cái đó mới là cái chuyện lớn nha chứ còn cái chuyện mà trước đó thì không sao nhưng mà cái tiếng đời đó nhất là ở Việt Nam mình thì có đôi khi người ta không có thoải mái thì mình chọn cái cách mình đắp y nó kín đáo một tí nha thì như vậy nó cũng đỡ À, còn cái chuyện mà đi à, tu thì nó cần phải có những thủ tục gì đó à, quý vị chờ tí đây à, vào ở trong kinh của sư ha vào trong kinh của sư à, quý vị gõ cái từ xuất gia đấy hoặc là để xuất gia sư hành tuệ ha cũng cũng tìm ra đây à, tiêu chuẩn một người đệ tử xuất gia ha à, cần phải chuẩn bị gì trước khi xuất gia ha à, nhỏ tuổi có nên xuất gia hay không à, một người tập sự xuất gia nên tu học những gì tại sao xuất gia năm tông rồi à, cha mẹ không đồng ý có cho xuất gia có trốn đi được không đấy à, rồi lời dặn dòi bất mới xuất gia làm sao nuôi dưỡng chí xuất gia nói chung là rất là nhiều nha rất là nhiều à, sạt á, xuất gia à, sư hạnh tuệ là ra ừ. Rồi. cái chuyện mà hình xăm này á, nó cũng tế nhị lắm bởi vì tất nhiên là nếu mà trước khi đi tu mà xăm rồi đi tu thì nó không, nó không sao tức là không ai nói trách tức là mấy ông xưa không trách rồi ông thầy chùa không có trách nhưng mà lỡ xui cho mình người đời họ nhìn bằng cái thành tướng thì họ trách mình thì mình cũng quá gán nhịn nhưng mà chữ lộn lại họ không sao đâu mình xăm hình sợ mình nó mỏ <laughs> khi mà ngài uh, ở Gũ Lý Ma Lá đó ngài đi xuất gia đó thì dân chúng họ còn chấp niệm về ngài cái 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 sự việc cũ đó, là ngài làm tức cướp ngài giết người ngày sợ làm tràng hoa ngón tay cho nên họ lấy đá họ ném Đức Phật này mới nói là này ăn Gũ Lá ông hay tham nhẫn thì nếu mà lỡ họ thấy mình có hình xăm mà họ có nói xấu mình ông này xăm quá hoàng vợ anh tú gì thì mình cũng uh, đừng có tự, mình chứng minh lại ngược lại bằng cách mình không tu mình mình chữ lại là mình không là mình vô tình mình thông báo cho họ biết là ông này không tu đó đúng rồi đó 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 thể hiện rồi đó thể hiện rồi. còn mình nhịn đó, đó nghĩa là mình phản đối là mình dùng cái hành động để mình chứng minh rằng tôi tu đó tại vì ông chữ tôi mà tôi không có chữ lại còn ở bên ma ao lúc đó Sư qua bển là có cái vị sư người ta kêu sư hổ tại vì cái lưng ông xăm nguyên con hổ luôn nhưng mà là cái ông hiền ông hiền ông hiền nhất cái, cái thiền viện người việt luôn cái thiền viện của ao là người việt là ông hiền nhất cái thiền viện luôn mà nguyên con hổ sau lưng rồi thứ hai nữa là xăm hình xăm đó, nó có hai thể loại nó sẽ biết cái thứ nhất là xăm gì thích hình xăm thôi có hai xăm để chứng minh ta là đại ca nó khác có những vị ấy, khi mà họ xăm bởi vì cái thú vui cái, 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 cái đam mê về xăm hình họ xăm lên để đối với họ cái đó là đẹp thôi chứ không phải là tôi xăm mình là tôi ra đường tôi làm vô côn nhưng mà cái thành phần vô côn thì nó nhiều hơn là cái thành phần gọi là xăm vì đam mê cho nên người ta lâu dần dân chúng họ quan niệm họ quan niệm nhất là những người có tuổi xăm mình là xấu à, ngày nay có những cái hội xăm mình xăm mình để chơi thôi giống như chơi kiển giống như chơi uh, tem thì nó là một cái thú vui còn nhưng mà đa phần những người ta đánh giá cái tính người xâm mình với cái quan niệm rằng xăm xâm mình là là hung dữ là đại ca sổ đen là, là là, là là người không đàng hoàng khi mà mình rồi họ không hiểu sự tu tập là cái gì thậm chí mấy ông sư không có xâm mình đây còn bị chửi đi không chi xâm mình Và chính vì vậy nam mô hai tiếng đại bi phật còn gặp nạn huống chi thầy chùa tất nhiên mình xem mình là mình vô phải khó khăn mà nếu mình lỡ mình bị hốt á thì mình phải nhớ lại phật dạy mình nhịn chứ nếu mình hốt lại là mình là mình nói no là là mình chứng minh cho người ta biết rằng là tôi là tôi dở tại vì hình xăm này là là thầy hung dữ đó tôi nói đâu sai đâu ông không dữ mới nói một tí, ông tiếng ông chữ là à, quý vị làm suy nhớ một ông ông sư ông nói, à, ông khi mà ông nói ông nói ông nói cái giọng ông hơi hung dữ ông vừa vỗ bàn tôi nói với cô bằng tâm từ nha muốn <laughs> chết luôn vậy đó, đó. À, thành ra là thôi cái vụ xăm chứ bề ngoài thôi trừ khi tôi nói đừng có xăm lên mặt là được rồi ừ, xăm lên mặt không ai dám cho tu đâu <laughs> rồi thôi cũng hết giờ rồi